Trong đợt khan hàng xăng dầu vừa qua, 548 cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh không rơi vào tình trạng bị đóng cửa hàng loạt. Đến nay, ghi nhận không còn hiện tượng hết hàng, khan hàng nào. Thưa quý vị, đợt cao điểm kiểm tra về hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang tiếp tục và cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm nếu có tình trạng găm hàng chờ tăng giá. Và theo ghi nhận thì hoạt động của các cây xăng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đang diễn ra rất bình thường và từ 15 giờ ngày 11 tháng 2 thì giá xăng dầu đã tăng lên trung bình khoảng 1.000 đồng một lít. Hoạt động kinh doanh xăng dầu hôm nay ghi nhận diễn ra bình thường, người dân nắm bắt nhiều thông tin và không có hiện tượng khan hàng. Thành phố thì đây nói chung là có nhiều cây xăng mà mình cũng không có sợ gì lắng gì mà thiếu xăng. Dạ thoải mái, người ta bình thường, nếu đi đường mình không có sợ hết xăng, không có sợ có cây xăng đổ. Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh cho biết việc kiểm tra đột xuất các cửa hàng bán lẻ xăng dầu chỉ diễn ra trong một tuần, còn việc thanh kiểm tra các thương nhân bán buôn, doanh nghiệp đầu mối sẽ bắt đầu từ đầu tuần tới và kéo dài đến cuối tháng 5 năm nay. Cũng lo lắng lắm là sợ mai mốt là không có xăng đi. Thì bây giờ cơ quan chức năng đã vào cuộc như vậy thì thấy mọi thứ đã ổn rồi. Thì tôi cũng thấy là yên tâm hơn. Trước đó, Chính phủ giao Bộ Công Thương, các bộ, cơ quan theo chức năng nhiệm vụ được giao, đảm bảo cung ứng đủ xăng dầu, phục vụ sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của người dân doanh nghiệp. Cùng đó là thực hiện thanh tra kiểm tra ngay đối với các đơn vị liên quan đến cung ứng phân phối xăng dầu, các cửa hàng kinh doanh xăng dầu đóng cửa, tạm ngưng hoạt động trong thời gian qua để phát hiện xử lý nghiêm hành vi găm hàng nhằm trục lợi và các phạm vi khác nếu có trong hoạt động kinh doanh xăng dầu. Hy vọng trong vài ngày tới, khi lượng xăng dầu nhập khẩu về nhiều hơn, nhà máy lọc dầu tăng công suất, tình trạng thiếu hàng cục bộ sẽ không xảy ra nữa.